và kính thưa quý vị đều kính thưa quý vị quý vị cùng toàn thể các thành viên và chương trình văn nghệ chào mừng 1.000 phiên bản đến đây là kết thúc. Và lần nữa xin được cảm ơn tất cả chị em diễn viên của văn nghệ và xin tất cả các thành viên của chúng ta hãy cho tôi văn nghệ một tràng pháo tay đúng không ạ. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.